V Icon Short Hacks. Tổ hợp công nghệ giải trí đất Việt VAC. Sống là không chần chờ, nổi tiếng thì là sống là không chờ đợi, nổi tiếng là không chần chờ. Các bạn trẻ thân mến, nếu như các bạn có niềm đam mê nghệ thuật như là ca múa, nhảy hát. Trẻ ơi, nếu các bạn có lòng đam mê nghệ thuật như là ca múa, nhảy hát. Cái gì vậy trẻ nội? Các bạn trẻ ơi, nếu như các bạn có lòng đam mê nghệ thuật thì các bạn hãy nhanh chân chạy tới và nhanh tay đăng ký. Các bạn trẻ thân mến, nếu như các bạn có lòng đam mê nghệ thuật như là ca hát, nhảy múa thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký chương trình VI Reset 2019. Hỏi câu đó của Diễm My mà. Câu đó của Diễm My mà. Không, anh có nói câu không có. Không có, anh nói cái gì tổ hợp công nghệ giải trí đó. Và các bạn muốn tham gia các show truyền hình của tổ hợp công nghệ giải trí, tổ hợp công nghệ truyền thông và giải trí đất Việt đúng không? VAC. Tổ hợp công nghệ truyền thông và giải trí đất Việt đúng không? Các bạn trẻ nào có lòng đam mê nghệ thuật như ca múa, các bạn trẻ nào có lòng đam mê nghệ thuật như là ca hát, nhảy múa thì hãy nhanh tay đăng ký. Thôi để em nói câu này cho. Em nói câu này cho anh hai cầu kia. Anh đố em nói được. Đố em nói được. Nói mệt lắm các bạn ơi, cho nên các bạn hãy tham gia ngay cái chương trình này đi. Cái chương trình này nè, của công ty đất Việt VAC đó. Đó thấy chưa, học. Đi. Tôi cứ nói đại đi anh ơi. Rồi em nói lại từ đầu đi. Nãy giờ là chúng tôi giỡn thôi á, bây giờ chúng tôi nói thiệt mà cũng như giỡn nè các bạn. Các bạn trẻ thân mến, xin mời các bạn nghe Diễm My nói. Sống là không chờ đợi, nổi tiếng là không thể chần chừ. Đúng rồi đó các bạn trẻ. Nếu như các bạn nào có lòng đam mê nghệ thuật như là ca hát, nhảy múa, hãy nhanh tay. Diễn xuất nữa. Ừ, diễn xuất nữa. Tham gia các show truyền hình và đóng những cái bộ phim truyền hình của tổ hợp và tổ hợp công nghệ giải trí truyền thông đất Việt VAC. Ok. Cái đó thường rồi đó. Đó các bạn thấy không, để trở thành một người ngồi đó các bạn thấy không, để trở thành một người nổi tiếng ngồi đây nói thì không đơn giản, cho nên các bạn hãy nhanh tay. Nói gì vậy? các bạn hãy nhanh tay đăng ký nào. Anh nói lại. Thôi mới lại từ đầu nè. Các bạn ơi, các bạn hãy nhanh chân chạy lại và nhanh tay đăng ký chương trình này. Đó là chương trình VI Concert 2019 để các bạn trẻ hãy nhanh chân chạy tới và nhanh tay đăng ký cái chương trình này. Đó là chương trình VI Concert 2019 để chớp lấy thời cơ nổi tiếng trong chớp mắt. Các bạn hãy nhanh tay tham gia chương trình VI Concert 2019 để trở thành đồng nghiệp của anh Huy Khánh và chị Diễm My. Casting nhanh như mơ, chớp ngay thời cơ nổi tiếng. Chữ ngay nó hay hơn. Rồi bỏ chữ ngay đi. Ừ ok, chiều em bỏ chữ trong kịch bản có rồi, bỏ chữ ngay. Casting nhanh như mơ chớp thời cơ nổi tiếng không? Casting nhanh như mơ chớp thời cơ nổi. Ngay nữa hả? Không có, anh đâu nói chữ ngay đâu, lại. Casting nhanh như mơ. Nhanh như mơ. Đúng rồi. Rồi. Casting nhanh như chớp, chớp ngay thời cơ nổi tiếng. Casting nhanh như mơ chớp thời cơ nổi tiếng. Yeah. V Icon. Icon. Ai nè, ai nè. Icon. V. Ui. Ma bình hạnh. Xóa mờ nha. V. Icon. Icon.
Rồi, V Icon. Search V Icon. Search 2019. Cái này nghiêm túc nha, không có giỡn nha. V Icon. Search V Icon. Search 2019. Đăng ký tại trang web vion.vn hoặc ứng dụng Vion trên điện thoại. Video clip của bạn sẽ được đăng tải trên kênh YouTube và Facebook Vcasting. Download ứng dụng Vion để tham gia ngay VI Concert 2019.